Xin chào các bạn, hôm nay đi chợ. Đó, hôm nay đi chợ có gặp Nhung Hà ở chợ này nè các bạn. Cái chợ này nó vui lắm, có rất là nhiều giống trống. Đây, nhiều giống trống nè. Mua về cống đó. 3 đô cái, rẻ quá chừng luôn. Đó, mình ngồi mình xếp cái giống trống này không cũng hết 30 đô rồi. Đó, mình mua. Đây Nhung Hà nó cũng đi lựa đồ rồi các bạn. Thôi chị wow. Đó, em mua màu hồng đó. Để nó quay ha, cái này phải quay. Ừ, okay. Em cắm ngay chỗ blueberry á. Xong rồi cho chim nó khỏi tới tháng. Vậy hả? Ừ, nó thấy mấy này nó chị không tới. Màu cam. Chị mua. Ôi, mua mỗi thứ màu. Thêm màu. Quá chừng đẹp màu. Quá ha. Cắm trong vườn được không? Ừ, cắm trong vườn đó. Em muốn cắm trong vườn đó. Ba cắm. Cái màu vàng, màu hồng nữa đó, nhìn đẹp chưa, cưng không? Nay đi chợ lấy Nhung Hà các bạn. Cái này màu này mình có chưa? Chưa có luôn ha. Nè các bạn xem nè, đó đủ màu đủ sắc hết trơn. Máy rửa mặt hồi bữa coi nè, nè nó có mấy cái máy rửa mặt nè em. Hả? Máy rửa mặt ở đây là Vi nó mua. Vi đi vô đây được trước, nó mua đồ mỹ phẩm ở đây xong ra quên lấy. Ừ. Thì mất luôn hay sao? Lười biếng quay lại. Hoa lan nè, em coi có cái củ nào mà thích trồng thì lấy về trồng. Em lựa rồi, em lựa hết rồi. Ờ. Em thích màu tím nên em chọn màu tím. Nãy em cũng mới mua một củ hoa lan tím bự cho bán luôn về ăn, về luộc. Này đúng. Bữa hôm em mua hai trái 4 đô, một trái 2 đô la. Bên nè. Trái 2 đô. Còn này một sắp về có 5 đô la, bơ 4 trái 8 đồng. Chị đi chợ thấy bơ là thích mua. Rồi, 4 trái bơ, một mớ trong trắng. Thiệt luôn nè. Chị ơi tay em sao mở này cũng ra chị. Em bỏ miệng thổi cái. Thổi nè. Ừ. Hay là em mở lộn nó no. Em ngậm đi. Cái này lấy cái khác. Cái đó nó khó quá, lấy cái khác. À. Ừ. Lấy cái khác. Cái bông ngò nhỏ nhà chưa có ra. Nhung nó đi mua nhà, mua ngò nè. Măng tây nè, măng tây đầu tím. Măng tây nhà em lên rồi, em mua nho. Hôm qua mua nho. Cherry nè. Cherry 4 đô pha rẻ quá nè. Đồng 1 đồng 99 thao rẻ chị. Ôi chị nho. Cherry tới mùa rồi các bạn ơi. Lấy cherry về ăn nè. Có ăn cherry không? Hả? Có ăn cherry không? Nho thôi. Cho con này. Sao em hay đi ôm bà lát á. Đây. Mình cherry về ăn. Nho cherry bán đầy đủ. Ngon. Lấy bà bịch luôn đi. Lấy bà bịch cho đi. Em có lấy không? Dạ không, em không lấy cho đi. Em thích nhỏ nha. Đấy, bà bịch cho đi. Ngon nha. Ngon quá. Hấp dẫn quá. Mùa cho đi sắp tới. Còn bây giờ mới đi hoa mất cá hay sao cho đi. Trong này bán mì gói gì? Mì gói nè em. Ồ. Có mì chay không? Không. Vi. Con thích mì nè em nè. Mì nè. Mì nè ăn mì. Con muốn bán cái này nè chị. Không. Mì thai hoành. Cái tuổi xanh con. Còn được mà. Khắp noodle ramen nè con. Mì ramen nè. Mì nè lấy thử một khắp ăn thử. Ừ. Bỏ vô. Coi có gì lạ không, đi chợ này vui lắm nha các bạn. Nó có nhiều thứ mà nó đặc biệt mà nó lạ mà nó rẻ nha. Có sữa bò nè. Em ở đây có sữa đặc, có đường rồi, có cốt dừa đủ thứ. Thôi. Sữa nước. Sữa đặc đây nè.
Đây là sữa đặc nè. Chị không biết bao nhiêu hết. Coi còn hạn thì lấy. Năm 2022 tháng 8. Còn có mấy tháng nữa à, gần hết hạn rồi. Lấy cái này dài dài để. Là đây nè. Dầu này. Dầu này để dành chiên thao. Dầu hạt cải. Âu lẹt đó giống như những cái hàng mà tương gần gần hết hạn. Mấy cái đồ này nè, gần hết hạn. Nói chung là cũng không có hẳn là hết hạn, nhưng mà gần khoảng còn mấy tháng cho đến năm á là chuyển vô đây bán. Lúa cái đó ăn cũng ngán. Nó cứng. Các bạn ở ngoài chợ một bịch như thế này là 8 đô la, mà vô tới đây còn có 4 đô la nè. Đó, ở ngoài là 8 đô, vô tới đây còn 4 đô thôi, thấy chưa? Người ta để cái giá giảm xuống này, em thấy không? Rẻ ha. Đó, đi gặp Nhung Hà xong ghé đây đi chợ. Almond chocolate nè. Đó, almond. Có bán nhiều loại bánh rất là ngộ luôn. Nè, nhìn bánh nó thấy hấp dẫn nha. Bánh mì vừa nâu vừa trắng. Hả? Trong này có nhiều thứ lạ lắm đó các bạn. Đây có mật ong nè. Mật ong organic nè. Để mình xem hạn của nó là bao nhiêu nha. Cái hạn của nó bao nhiêu? Năm 2023 tháng 12. Đó, mua mấy hũ mật ong. Mật ong nè em, mật ong organic nè, mua về uống với trà gừng á. Em có mật ong rồi. $7 cho một hộp, $10.50 mà bây giờ còn $7 thôi. Cái loại này nó ngon lắm. Nhà con bé bên nó làm, nó nuôi mật ong bên farm á. Nó để xem chắc 5 củ bánh mì gì ngộ đời vậy Vân? Bánh mì gì nhìn lạ gì? 6% cacao nè, nó đắng hơn. Đó, cái nào ngon Vi? Cái nào ngon chọn cho mẹ đi Vi. Chocolate, sô-cô-la đó, cái nào ngon? Mua cái gì rửa mặt bao nhiêu tiền? Đây nè. Chà chà, cái mặt gì đó, ở nhà cũng có mà cũng đi, để cứ mua để quên ở đây lần rồi. Quá chừng rượu nè các bạn, rượu quá ha. Dạo này muốn gì cũng có. Có cái là giá rất là rẻ đó. Muốn bia cũng có, muốn rượu cũng có luôn. Em ở trong này cũng có bia nè em. Ừ, có bia nữa. Này. Ồ, mua đi, mua để về cho em uống. Về thử các bạn ơi. Dạo này mình cũng thích sô-cô-la lắm. Thử mọi thứ tí. 70% cacao. Đó, một hộp $2 thôi. Ở ngoài chợ bán $4, trong này bán $2 thôi. Cái này sô cô la với cái hạt hạt béo này hạt. Giống như hạt dẻ. Wow, vô chợ này rẻ nè, các bạn nào đi chợ này cũng vui nè các bạn, nhưng mà mua về xài sớm nha. Đó. Lượm với mẹ con. Cái này 86% là nó đắng lắm á. Hồi nó đắng quá mình cũng không ăn nổi. Đó, nó có giống như một loại mật đường. Cái chợ này là nổi tiếng sắp hết hạn. Cứ còn khoảng 8 tháng cho đến 1 năm, dưới 1 năm. Cho nên phải xài sớm. Chị nói em mới để ý, em không để ý, em thấy nó rẻ là em lụng thôi chứ em không biết luôn. Chợ rẻ nha các bạn. Không cần giảm giá nó cũng rẻ sẵn, tại vì vô đây là tất cả đều giảm hết rồi. Trà xanh nè, trà xanh nè, con có uống trà em trà xanh organic nè, để coi hạn bao nhiêu nha, hạn bao nhiêu vậy đó. Chị hay uống đó hả? Không, chị đâu có hay uống cái này đâu, nhưng mà mua về cho con Vi uống, Vi nó thích uống cái hạn của nó. Tới cái này còn lâu à, cái này tháng 7.
Cái này tới tháng 7 năm 2020. À 2024, còn lâu. À, không phải cái thứ nào ở trong này cũng sắp hết hạn. Giống như là có một thứ nào thiệt rẻ thì sắp hết hạn, còn thứ nào rẻ vừa vừa thì còn lâu. Nó có nhiều loại giá khác nhau. Đây có nước lựu, đây có nước cherry. Cherry thì mới mua cherry tươi rồi. Chợ này giống như là thiên đường thức ăn, muốn gì có đó. Này, thanh ta rồi đủ thứ. Chiếp này ngon không? Chiếp hành. Cái này chiếp khoai tây nè. Thử mấy bịch chiếp. Có rất nhiều loại luôn. Loại nào cũng có. Có mochi nữa nè. Kem mochi nè. Lâu quá không ăn mochi nè các bạn. Mochi một hộp có hồi trước là $5.50, bây giờ còn có 4 hộp thôi. Đây 4 hộp mochi về cho mấy đứa nhỏ thích. Hot dog nè, chả giò nè, bánh của người Mexican nè, đủ loại hết trơn. Ở trong này bán rẻ thì đó, cái giá bự là giá bán, còn cái giá trước, giá nhỏ là giá mua hồi trước. Rẻ. Trong này đặc biệt bánh pizza rẻ muốn xỉu đó, ở ngoài bán $6.50, đưa vô trong bán $4.19 cho một cái nguyên dãy dài, thích ăn cái nào đó ăn đó, không ăn thì còn đó, bỏ bếp nướng thì nó nóng, còn để đây thì nó lạnh. Quá chừng quá đất con nè, quá chừng luôn ha. Từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, tất cả đều bán đồ rẻ không các bạn. Wow, vô đây cảm thấy happy ghê ta. Cái gì thấy rẻ cái mặt mình nó sáng rực. Ở trong này nó có bán đồ đông đá, trái cây đông đá này các bạn, rất rẻ luôn á. Một bịch bự vậy có $9, hồi trước là $19, bây giờ còn có $20 nha bạn, bớt còn có $10 thôi đó. Đủ loại hết trơn á, người ta mua cái này xong người ta để dành cho tủ đá đó, cái bỏ vô máy xay tố xay cái rẻ cái uống à. Nè ở này cửa bán từng hộp mê cùng á. Blueberry nè, blueberry trái bự nè đó, nhưng mà mình thích mua cái loại organic có không? Loại này loại gì vậy? Không phải organic, mình đi lựa cái organic ăn cho nó an toàn. Có đồ già nè, thứ muốn gì cũng có. Cái thịt này nhìn tươi ngon quá nha, bán $4. Thịt thì ở đây họ không có bán rẻ, bán cũng bằng giá ở ngoài thôi. Lấy miếng thịt về ngày mai ướp nướng cho ông xã ăn. Ở nhà ngày hôm qua mình có mua nho xanh nên mình mua một ít nho đỏ. Nho đỏ đây mới nhìn trên kia tưởng người ta bắt ổi, phải ổi chắc gì đi cái cây đó. Bánh không có gì đâu các bạn. Nho, cherry, táo, mận, đào, dĩa nè, có nhiều lắm các bạn ơi. Ghé chợ này vui quá. Không với được, cao quá. Với không nổi. Mẹ đi, mẹ rồi con. Long bóc ở bên đẹp quá. Nhìn trai của mình nó để mua được cái giỏ ăn cơm này. Con có mua long bóc cho con không? Lấy đi. Ồ, cái bên lấy được cái giỏ đẹp quá. Hai con non. Tháng 5 năm 2022. Sắp hết hạn rồi. Thuốc hai non vô đây sắp hết hạn rồi nha các bạn. Cái đó cái gì vậy con? Bỏ gì? Mỹ phẩm đó hả? Mỹ phẩm hay gì? Bỏ mấy cái đồ trang điểm của con đó hả? Không có đồ trang điểm thôi. Với cái này để làm gì? Để em bỏ đồ gạo. Đồ đó hả? Đồ trang điểm, đồ... Ồ, có mấy cái ghế nè. Cái này phải cái ghế không? Cái này đồ gác chân hả con? Đồ gác chân. Cái nào ghế của mẹ? Cái ghế này. Mẹ nhớ cho con cò. Hả? Đồ đánh gót hả? Không mua gì đánh đi.
Vi mở cái ghế này ra cho mẹ coi nó như thế nào. Hai cái coi chừng kẹt tay nha. Bên kia nữa kìa, biết mở không Vi? Nồi nó khét rồi. Cái này như bự hơn, cái này 7 đồng, còn cái kia cũng 7 đồng. Thôi mẹ lấy cái này đi, cái màu đen cho nó sạch. Lấy cái ghế, ghế này để ngồi làm vườn trồng cây rồi đó. Mẹ lấy ghế này ngồi cho khỏi đau lưng mẹ. Đi đâu xếp cầm theo, đó. Cái này ngồi sao? Mở ra là ngồi rồi đi đâu cầm theo, no. Ừ. Mua ở nhà giống ở nhà chị có ấy. Mua một cái đeo vô cái đít á, dạ như, hả? Ừ. Cái gì đeo vô đít hay vậy? Nó giống như nó mặc như cái ghế mà mặc giống như cái quần xì. Ừ. Của nít thì 6 đồng, mua cái này ngon hơn. Đúng rồi. Cái này cũng ngon. Con lấy đi, con thích cái nào lấy đi, lấy màu đen hay màu trắng? Đồ khẩu trang á, con nói đồ bịt mỏ cái ghế vậy con. Khẩu trang rồi. Ừ. Lấy hai hộp đi, lấy mỗi thứ mỗi kiểu đi. Đó. Ừ coi chị cái này về là mai mốt đẹp lại vô coi. Âu lệch mà chỉ có áo quần mới không hết hạn chứ đồ ăn thì hết hạn. Có mền, có ra giường. Kevin mới mua được cái giỏ đi học chợ ở dễ thương đó. Vậy xong chưa? Mẹ bắt đầu mệt rồi đó. Nhổ mụn cho mình. Thấp rất rẻ mà. 3 đồng mấy một cái. Rồi chị biết chứ bạn. Cái chỗ này chỗ trạm xăng em bán 10 đồng. Ồ, ở đây rẻ. Em vô em tưởng rẻ, em lấy hai bờ đeo kém đó, nó kêu 10 đồng mình đó. Ôi trời ơi. Ở đây rẻ, đây đồ rẻ. Đây, cái này lọc cà phê. Nó 2 vỉ. Lọc cho ông Viễn không uống, không có sức cũng ra vườn. Hôm nay bán mấy cái đậu xanh, đậu á, coi hết hạn chưa. Nhung Hà giờ đi cùng biết thêm một cái là cái này sắp hết hạn tháng 8 năm 2022. Bữa nay tháng mấy à, còn 2 tháng nữa, còn khoảng 3 tháng nữa về lục một cái ăn. Cái ở trong á là dài hạn hơn, thường là như vậy. Cũng vậy à, lấy hai hộp luộc ăn thử. Trong này nhiều thứ ngon lắm á, tại vì nó đặc biệt những chỗ khác, nhưng mà có cái đưa vô đây sắp hết hạn thôi. Mình muốn thì ăn liền không sao. Hạt chia nè, organic chia này, cái này gớm này em, mỗi này về uống nè. Hạt chia, hạt chia em còn à. Ngày 10 tháng 1 năm 2023 còn lâu. Mua ngủ rồi. Thôi mua ngủ rồi. Cái này cái khả năng này năm 2024 còn lâu. Bột nghệ. Bột bắp cải, bột nấm nữa nè, bột đủ thứ bột. Đi chập là nó khát nước. Nó khát nước khủng khiếp nha các bạn. Mua chai nước này, nước smart, nước thông minh nè. Vì chai nước thông minh ở trong này có 2 đô một chai. Có 2 đô một chai. Dễ thương nè. Cổ tóc dễ thương quá nè. Vì ăn thử không? Phải mì không? Mì. Phải không? Coi phải noodle không? No, zucchini. Cái trái bí ngòi người ta gọt không? Không bao nhiêu đó. Giờ tính cái khắp này nữa. Ừ. Có áo quần nè. Áo quần quá chừng. Mấy cái chậu nè em. Mấy cái chậu 49 đô. Cái gì? Chậu này 49 đô. Cái này 49, 50 đô nè. Còn cái này là 30. Mua về trải. Mình còn thiếu mấy cái chỗ để mấy cái thùng á thì trả. Lấy cho mẹ. Vy ơi, kéo xe mẹ tới đây ta. Người hùng. Người hùng ôm cây.
Đâu? Đâu rồi? Mấy rồi em? Rồi, thêm một cái nữa là 10 cái. Lấy 10 cái. 10 cái chắc đủ rồi đó. Một cái nữa là 10 cái. Về để mình trải. Mình trải cho cỏ nó khỏi lên đó. Để mình... Rẻ nha các bạn, có 8 đô la. Mà ở ngoài... Ở ngoài Home Depot tới nhiều 19 đô là 19 đô một cái. Ô chị sao? Chị ngồi chơi. Cái này mua trồng cũng được mà. 10 đô một cái. Chưa còn mấy cái khắp nữa. Nhung Hà nó đang chuẩn bị tính tiền. À, tính tiền đợt nhất rồi. Giờ đợt 2 nữa. Có nhiều đợt. Mình đang xếp hàng tính tiền các bạn. Nay đi chợ. Giờ mình mọc lên các bạn ơi. Mọc lên cái da nó căng lên, cái nhìn nó khỏi cần son phấn luôn vậy. Hả? Thiệt không? Nhung Hà hôm nay nó phụ đi chợ sát nút luôn các bạn. Hi, how are you? Lâu lâu hai chị em mới gặp bữa nên ga lăng. Ga lăng từ trong trứng rồi ga lăng lăng ra tới ngoài. Ga lăng từ trứng ra. Chợ này người ta quay thoải mái, người ta ít la. Mochi nè, mochi các bạn. Thấy mochi người thèm, thèm quá. Do cái máy hay sao chứ da mặt đâu có ở ngoài thấy sao? Mịn trơn. Ngộ vậy? Chị tưởng do máy chứ. Máy là mà máy, mịn lắm. Nhưng mà giờ nó gặp nó coi sao da chị bây giờ mịn quá vậy. Giờ ăn nhiều quá. Ăn gì mà vẫn không thấy mập lắm. Cái thịt mỡ sau mấy cái mua mỡ quá. iPhone hả? Mấy cái khô khô mình bỏ thịt mỡ. Cái nhẹ nhẹ mình chặt. Nhưng Hà hôm nay đẹp gái ghê bây. Mochi. Đi chợ với mấy đứa đi chợ mẹ về xong rồi xếp đồ tủ lạnh nó cũng la làng. Nay đồ khô nhiều. Tại em mà thấy em đi chợ mua cây giống một xe. Tao à. Mà vui em vui được. Mua về trồng happy. Bỏ lên đồ lên cho mẹ đi con. Bỏ lên mẹ tính tiền. Chạy chạy. Con gái mà nó phụ xếp tiếp rồi xếp mua nhiều quá rồi đầy xe rồi cứ xếp từ từ lên khi nào xong thôi. Mình cần tính cái bình nước này trước nè. Okay. Thank you. Rồi, bỏ lên cho mẹ nghe con. Ra để uống. Đi chậm là khát nước các bạn. Bữa nay đi đâu cũng đem đồ ăn, nước, sữa, rồi trái cây, rồi hạt dẻ, rồi đủ thứ. Em sẽ bỏ sao đắng nhét vậy? Nhờ ở xếp đẹp quá. Đấy, người ta xếp đẹp quá. Nhìn này, lần đầu tiên mình mới tới một cái tiệm thấy một người mà sắp xếp đồ đạc gọn gàng rất là đẹp luôn. Mình trả cái xe này lại cho mình. Rồi tính tiền đã xong các bạn ơi. Thank you. Hôm nay thì mình đi chợ hết 348 đô la. Chợ này rẻ các bạn, đáng lẽ mình phải mua tới 500 mấy đô la luôn. Nhưng mà nó... Đó rồi. Nãy mình phải trả gần
gần 600 đô nha các bạn, nhưng mà nó giảm giá cho mình được 284 đô la luôn á, là giảm, là bớt được chừng này nè, 284 đô la cho một mớ đồ hôm nay. Không ngờ hôm nay đi vô chơi chơi thôi mà giác quá chừng giác. Thôi đi ra xe đi về, hôm nay đi chợ chung với Nhung Hà này. Nhung Hà đẩy xe ra sớm quá vậy. Em mua được ít ra nên em xếp luôn cho nó gọn. Ở ngoài trước nó có bán cây giống. Đó, hết xe luôn nha. Hôm nay đi chợ với Nhung Hà các bạn ơi. Nhung Hà đã tính tiền ra trước rồi, bây giờ mình tính tiền mình xong đi về rồi. Đó, hai chị em một năm gặp nhau lần tới tới giữa mùa xuống nhà chị okay, nữa. Ok trời ơi, giữa mùa xuống nhà chị thăm vườn thần tiên của chị Vinh. Trời ơi, năm này có nhiều trái cây lắm, nó mê đã đời cũng có rồi. Chắc chị bỏ đồ lên xe giờ phải chuyển cái này ra lại. Má chắc rồi, má phải đi về đây các bạn. Tạm biệt nha. Tạm biệt bye bye cả nhà. Cảm ơn Nhung Hà ghé tới đi chợ chị. Dạ. Cho chị cây giống cho người ăn. Em cảm ơn chị. Cho em cầm quá chị, cây giống năm nào cũng cầm quá trời, chị tặng năm nào quá trời. Quá trời đâu. Còn cả đống ở nhà nữa mà tại chị em không chịu lấy chứ. Ở nhà chị nhiều lắm. Trời ơi, hôm nay em vác cả xe luôn rồi. Tạm biệt các bạn bên kênh Nhung Hà Cuộc Sống Vùng Núi ở Mỹ. Chúc các bạn một ngày thiệt là vui vẻ và thiệt nhiều sức khỏe. Sang năm anh Nhung Hà nó xuống dưới mình, nó hái nhiều trái cây cho các bạn xem nha. Tặng cho hai chị em một like, đăng ký kênh, chia sẻ, ủng hộ Nhung Hà với nhé cả nhà. Bye bye. Thiếu em kìa. Không thấy em kìa. Đó. Ngực. Hả? Quay lại. Đây hôm cả nhà ơi, tạm biệt cả nhà bên kênh chị Vinh Nguyễn Thị Cuộc Sống Mỹ nha. Nhung Hà đi về đây, hôm nay là lượn nguyên một ngày ở ngoài đường rồi, bây giờ lại phải về với chồng con thôi. Ở nhà chắc là anh cũng lo lắng dữ. Bye cả nhà nhé. Cảm ơn em. Dạ. Hôm nay rủ đi chợ chung ở gần đây mà. Gần. Chạy xuống. Sao mà chị em cứ hẹn ra chỗ này đi thoải mái nghe. Nhung Hà từ núi phóng xuống ngay chỗ này nè, nó biết chỗ này nè các bạn. Mà chỗ này gần nhà mình nha, từ nhà mình chạy ra đây chắc 17 phút á. 17 phút thôi mà từ Nhung Hà chạy xuống đây nhiêu phút vậy em? Chắc cũng nửa tiếng á chị. 45 phút hả? Khoảng tầm 35 phút. Thôi. 35 phút. Wow, từ trên đó mà chạy xuống đây 35 phút. Xong rồi từ nhà mình chạy ra đây là 16 phút nữa là phải là 4. Từ Nhung Hà mà xuống nhà mình phải gần tiếng á nha. Đây cũng 30 phút. Chắc đồ lên xe. Lần đầu tiên đi chợ có thêm Nhung Hà nữa. Trời ơi, nó ấm áp, nó lượng. Cô gái nhỏ vùng núi. Đó, quá chừng quá đất. Đồ đạc bỏ trên xe. Để gì bỏ vô giỏ chị tí. Ủa, để không xếp đây. Nó nhẹ cái là ướt. Ui, cái này mặn. Đem lại đem. Cái gì? Nào nặng vậy? Đồ lạnh.